quý vị, vào sáng ngày 25 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2024. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đọc diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhắc lại trong lời kêu gọi sau khi hội nghị Geneva thành công ngày 22 tháng 7 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá, hội nghị Geneva đã kết thúc, ngoại giao ta đã thắng lợi to. Quả thực, nếu trong hiệp định sơ bộ vào năm 1946, Việt Nam mới chỉ được công nhận là một quốc gia tự do, thì với hiệp định Geneva, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã được khẳng định trong một điều ước quốc tế với sự tham gia ký kết và thừa nhận của các cường quốc. Cùng với hiệp định sơ bộ năm 1946 và hiệp định Paris năm 1973, hiệp định Geneva năm 1954 là một mốc son trong lịch sử ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, 70 năm đã trôi qua, nhưng Hiệp định Geneva vẫn để lại nhiều bài học quý báu, còn nguyên giá trị cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp, với nhiều cơ hội thách thức đa chiều như hiện nay, kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định Geneva là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, phấn khởi tự hào về các thế hệ đi trước, làm sâu sắc hơn nữa tầm vóc và ý nghĩa của thắng lợi đặc biệt quan trọng này, để từ đó khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi chúng ta lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng nỗ lực vươn lên. Dân tộc Việt Nam rất kiên định trong vấn đề độc lập dân tộc, rất là tự trọng. Tuy rằng đã gặp cái khó khăn thì ta chịu nhận những cái khó khăn, nhưng khi thời cơ có của nó thì như vậy là dân tộc Việt Nam biết lợi dụng thời cơ để quật khởi. Đấy. Thành ra nó vừa nói lên cái kiên cường, cái độc lập của dân tộc Việt Nam, và đồng thời nó cũng nói lên như vậy, nó là đấy là cái khả năng của cái vấn đề đoàn kết dân tộc, đoàn kết thế giới, mình nên thấy nó có thể nó tạo ủng hộ lẫn nhau để mà nó giải quyết được những cái khó khăn của thế giới. Như Bác Hồ dặn ba tôi trong ngoại giao là phải rất là kiên định, mà cái mục tiêu là để làm như thế nào thực hiện được cái chỉ đạo của Bác và Đảng, và đặc biệt là cái mong muốn là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ không những của Việt Nam mà còn của Lào và Campuchia. Ở đó nó thể hiện cái tình quốc tế rất là cao cả. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tặng hoa chúc mừng cho đại diện gia đình cán bộ đã tham gia phục vụ hội nghị Geneva.